Như những video trước, tất cả bà con cùng 3 phút nông nghiệp đã tìm hiểu một số giống vật nuôi như trâu, bò, dê, và những vật nuôi này cũng đã quá quen thuộc với đa số bà con và các chủ trang trại lớn nhỏ trên cả nước. Hôm nay, xin mời bà con chúng ta cùng tìm hiểu một con vật nuôi quý hiếm mang lại lợi ích kinh tế cao cho bà con khi nuôi. Và kỹ thuật chăm sóc giống vật nuôi này đó chính là giống hươu sao Việt Nam. Về đặc điểm nhận dạng, cỡ trung bình, trọng lượng cơ thể từ 60 đến 80kg. Con đực có sừng từ 2 đến 4 nhánh, nhỏ hơn sừng nai. Thân phủ lông trắng mịn, màu vàng nhung, có 6 đến 8 hàng chấm trắng như sao dọc theo hai bên thân. Có vệt lông màu xám kéo dài từ gáy dọc theo sống lưng. Bụng màu vàng nhạt, bốn chân thon nhỏ màu vàng xám, đuôi ngắn, phía trên vàng xám, phía đuôi trắng, mút đuôi có túm lồng trắng. Về đặc điểm sinh học, sinh thái, thức ăn là cỏ, lá cây, hiện đã thống kê được 75 loài cây làm thức ăn cho chúng. Ưa thích nhất là các loại cây có nhụy như sung, ngái, mít, thuộc họ dâu tằm. Trong điều kiện nuôi dưỡng, hươu sao đẻ tập trung vào các tháng 3, 4, 5, thời kỳ động dục vào khoảng tháng 8, tháng 9. Thời gian có chừa từ 215 đến 235 ngày, mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa đẻ một con. Thời gian nuôi con khoảng 3 đến 4 tháng. Con đực cho nhung thường vào tháng 3 đến tháng 4 dương lịch hàng năm. Ở ngoài thiên nhiên, hươu sao sống ở rừng thưa trên núi đất, ưa thích nơi khô ráo, sống thành từng đàn, hiền lành và nhút nhát. Trong điều kiện nuôi dưỡng, thường mắc một số bệnh đường tiêu hóa, bệnh phổi, bệnh virus ở móng, bệnh ký sinh trùng máu. Phân bố trong nước, trước đây ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hiện nay trong thiên nhiên hầu như không còn. Hươu sao đang được nuôi rộng rãi ở Hà Giang, Sơn La, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài nhung hươu còn mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con khi nuôi. Về chọn con giống, kinh nghiệm nuôi hươu cho thấy nếu chọn được một con đực tốt để làm giống thì giá trị kinh doanh về giống cao hơn nhiều so với việc cho nhung của nó. Còn hươu cái, nếu là cho ra những đời hươu nhiều đặc tính tốt thì giá trị của hươu con thường cao hơn. Do vậy, những hươu giống có lý lịch đầy đủ, rõ ràng luôn được người mua đòi hỏi và có giá trị cao hơn những con không có hồ sơ và lý lịch. Cụ thể về chọn hươu đực, tốt nái thì tốt ổ, tốt đực tốt cả đàn. Trong chăn nuôi hươu, con đực luôn được quan tâm đầu đàn trong công tác giống. Khác với vật nuôi khác, hươu đực không chỉ để phối giống cho cả đàn, mà con đực còn có vai trò quan trọng trong sản xuất nhung có giá trị kinh tế và giá trị sinh học cao. Về lý lịch, cần chọn những con đực giống từ những con bố của nó có sức khỏe tốt, có năng suất nhung cao. Tốt nhất là một năm hai lứa nhung, khối lượng một lần cho nhung từ 0,8kg trở lên, tính di truyền của con bố ổn định. Nếu con bố cho nhung nhiều, sức khỏe tốt, thì con đực là con của nó cũng có những đặc tính tốt đó. Nếu con bố mẹ có khả năng chống đỡ bệnh tật tốt, tạp ăn thì con của nó cũng thừa hưởng những đặc điểm tốt từ bố mẹ. Khối lượng sơ sinh của con đực phải từ 4kg trở lên.